Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì Phúc quay cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ là Phúc có đặt một món hàng ở trên mạng. Bây giờ Phúc sẽ đi lấy. Nhưng mà không biết là đây các bạn, Phúc đã nhận được món hàng này rồi. Thời tiết tại Tây Ninh ở trên nhà Phúc thì rất là nắng các bạn. Nhiệt độ này mình nghĩ chắc là phải tầm 29-30 độ. Rất là nắng. Cuối cùng cũng vô tới nhà, trời rất là nắng. Bây giờ Phúc sẽ mở món hàng này cho các bạn xem nhé. Đây nè các bạn, bây giờ là cùng với Phúc tôi tập hợp nhé. Tập hợp một món đồ mà mình nghĩ các bạn rất là thích. Mình nôn các bạn đặt, mình đặt hôm vừa rồi là mình đặt ở này ở Hồ Chí Minh. Hôm vừa rồi là thứ sáu, hôm nay chủ nhật có mình đặt thứ sáu nè, chính là thứ năm nhé. Bài học của các bạn, lần đầu tiên mình đặt một con hàng nè. Ở đây là hóa đơn thì mình mua DC bóc cát hai combo luôn là 12.390.000, một cái thẻ nhớ 32 GB 950.000, tổng cộng của một cái đơn này 13.340.000. Đây các bạn, mình tháo ra rồi các bạn, rất là nhỏ gọn các bạn. Đây là con mắt camera của nó, quay được, quay rất là cơ động các bạn. Còn đây, đây là màn hình của nó. Tóm lại thì gồm có những cái gì, một cái máy quay, và đây là đuôi nắp đại vô pin, những cái dây cáp, những cái mic không dây, mic không dây các bạn, rồi đầu, rồi như này. Tổng cộng đó thì chỉ có như thế thôi à. Thì lần đầu tiên thì Phúc tập hợp nên là Phúc cũng muốn quay lại và để chia sẻ cho các bạn niềm vui cùng với Phúc. Thật tình Phúc không biết cách sử dụng hết đâu các bạn. Bây giờ thì Phúc sẽ tìm hiểu nhé. Sau đây thì Phúc tìm hiểu và học hỏi thêm. Thì vì do cái điện thoại trước của mình nó cũ rồi các bạn, quay nó cứ mờ mờ, nó giật giật rung rung. Thành ra chất lượng video nó cũng tốt lắm, nhưng mà này thì có thể là nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ chất lượng hơn. Video đến đây thì kết thúc, thì Phúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn nha.